sổ đỏ từ mùng 1 tháng 8 năm 2024. Sang tên sổ đỏ là thủ tục quan trọng khi chuyển nhượng tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất. Vậy từ mùng 1 tháng 8 năm 2024, thủ tục sang tên sổ đỏ diễn ra như thế nào? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Hãy cùng Luật Việt Nam theo dõi ngay trong video dưới đây. 1. Thủ tục sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng tặng cho. Trước khi sang tên giấy chứng nhận thì công chứng, chứng thực hợp đồng và kê khai nghĩa vụ tài chính là thủ tục mà các bên bắt buộc phải thực hiện. Theo đó, thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng tặng cho được quy định tại Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng năm 2014 như sau. Về hồ sơ cần chuẩn bị. Theo Luật Công chứng, khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng tặng cho, các bên cần chuẩn bị những giấy tờ sau. 1. Giấy chứng nhận gồm sổ đỏ hoặc sổ hồng. 2. Giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân gắn chip, thẻ căn cước, hộ chiếu. 3. Giấy xác nhận nơi cư trú. 4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân, đăng ký kết hôn trong trường hợp đã kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân trong trường hợp còn độc thân. Việc chuẩn bị giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm giúp bên văn phòng công chứng xác nhận rằng đây là tài sản chung hay riêng, cần bao nhiêu người bên bán qua ký công chứng. Hợp đồng ủy quyền nếu có, còn bên nhận chuyển nhượng, nhận, tặng cho cần chuẩn bị. Giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận nơi cư trú và giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân, đăng ký kết hôn trong trường hợp đã kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân trong trường hợp còn độc thân. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, các bên ra văn phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng nơi có đất để công chứng hợp đồng chuyển nhượng tặng cho. Phí công chứng sẽ phụ thuộc vào giá trị nhà đất ghi trên hợp đồng. Thù lao soạn thảo sẽ do bên tổ chức hành nghề quy định, tùy thuộc vào từng tỉnh thành, tuy nhiên không quá mức trần thù lao là 1 triệu đồng. Bước 2. Kê khai nghĩa vụ tài chính. Theo quy định, dù thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thì người dân cũng vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế, lệ phí. Theo đó, người bán có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân, còn người mua lại có nghĩa vụ kê khai lệ phí trước bạ. Các bên hoàn toàn được quyền thỏa thuận về người nộp. Lưu ý, khi tặng cho thì những người có mối quan hệ gia đình như cha mẹ với con ruột, anh chị em ruột sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, tổng là 2,5% giá trị chuyển nhượng. Bước 3. Nộp hồ sơ sang tên. Thành phần hồ sơ bao gồm đơn đăng ký biến động, hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc chứng thực, bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế nếu có, bản chính tờ khai lệ phí trước bạ. Nơi nộp hồ sơ, người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi nộp hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Sau khi nhận được thông báo thuế thì người dân phải nộp theo số tiền như trong thông báo thuế. Sau khi hoàn tất việc nộp thuế, văn phòng đăng ký đất đai sẽ xác nhận thông tin chuyển nhượng tặng cho và giấy chứng nhận và trả lại sổ cho người dân. Thời gian giải quyết là không quá 10 ngày làm việc, không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 2. Thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế. Khi sang tên sổ đỏ thừa kế, bước đầu tiên người nhận thừa kế cần thực hiện kê khai di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng nơi có đất. Theo Điều 57 Luật Công chứng năm 2014, hồ sơ kê khai cần chuẩn bị bao gồm giấy đề nghị khai nhận di sản thừa kế, giấy tờ chứng minh quyền thừa kế. Đối với thừa kế theo pháp luật, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Đối với thừa kế theo di chúc hợp lệ. Giấy tờ chứng minh tài sản thừa kế như sổ đỏ, sổ hồng, bản kê khai di sản thừa kế. Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ và đúng theo quy định, văn phòng công chứng sẽ tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi thường trú của người để lại di sản. Trong trường hợp không có nơi thường trú thì niêm yết tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tạm trú của người đó. Trường hợp không xác định được cả hai nơi này thì sẽ thực hiện niêm yết tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có bất động sản của người để lại di sản. Sau 15 ngày niêm yết, nếu không có bất cứ khiếu nại, tố cáo gì, thì cơ quan công chứng sẽ tiến hành chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 57 Luật Công chứng năm 2014. Bước 2. Nộp hồ sơ sang tên. Giấy tờ cần chuẩn bị. Đơn đăng ký biến động. Giấy chứng nhận đã cấp, bản gốc, hợp đồng văn bản chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế, tờ khai thuế thu nhập cá nhân,
các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế, phí nếu có. Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, thừa kế, văn bản khai nhận di sản có công chứng, giấy tờ khác như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy xác nhận nơi cư trú, v.v. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người dân sẽ lên bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc văn phòng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để nộp hồ sơ. Thủ tục thì thực hiện tương tự như đối với trường hợp chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất chúng tôi ở mục 1. Trên đây là hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định hiện hành. Nếu thấy nội dung hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo bạn nhé!